Nhạc sĩ Phương Uyên thừa nhận Thanh Hà giúp cuộc đời đủ đầy và ý nghĩa. Chuyện tình của Thanh Hà và Phương Uyên được cặp đôi vun đắp bởi những hành động nhỏ, song cũng như một số nghệ sĩ khác, cả hai đều không tránh được những ý kiến trái chiều khi công khai ở bên nhau. Tuy nhiên, trước những bình luận tiêu cực từ phía công chúng, cặp đôi đều thẳng thắn lên tiếng bảo vệ nhau cũng như khẳng định tình cảm lâu dài của mình. Làng giải trí không thiếu những chuyện tình đặc biệt. Nếu các cặp đôi khác gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác, thì Phương Uyên và Thanh Hà lại có tình yêu đồng giới ngọt ngào. Không chỉ trong chuyện tình cảm, cặp đôi còn song kiếm hợp bích cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc thành công. Chính vì vậy, Phương Uyên cảm thấy vô cùng may mắn khi được ở bên nữ ca sĩ hải ngoại. Công khai mối quan hệ tình cảm vào đúng ngày lễ tình nhân, Phương Uyên và Thanh Hà được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Dù chỉ mới ở bên nhau vài tháng, nhưng quãng thời gian cặp đôi tìm hiểu nhau lại được tính bằng năm. Chính vì vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bộ đôi nhạc sĩ, ca sĩ đã kết hợp cho ra mắt một album gồm nhiều ca khúc kỷ niệm để đáp lại tình cảm của khán giả. Sự kết hợp trong âm nhạc lần này là kỷ niệm lớn đối với cặp đôi đồng giới. Ca sĩ Thanh Hà thừa nhận bản thân yêu dòng nhạc của nữ kia và luôn hào hứng trong mọi dự án chung đôi. Trong quá trình viết nhạc, Phương Uyên cũng có đôi lần bí ý tưởng nhưng bạn gái ca sĩ đã giúp cô nàng gỡ bỏ nhiều khúc mắc. Tôi cảm thấy may mắn vì được gặp Thanh Hà. Bài hát gì cô ấy cũng hát được, Phương Uyên chia sẻ với Soundstar. Về quãng thời gian hợp tác với bạn gái, Thanh Hà không những mang lại nguồn cảm hứng mà còn giúp nữ ca sĩ ít gặp khó khăn trong quá trình cho ra mắt album. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp cặp đôi gắn bó với nhau trong cả sự nghiệp và tình cảm. Chia sẻ về việc cho ra mắt album mới, Phương Uyên không quên dành lời cảm ơn ngọt ngào nhất cho danh ca của mình. Cảm ơn em đã cùng tôi dạo chơi trong âm nhạc để tôi thấy cuộc đời mình đủ đầy và ý nghĩa, nữ nhạc sĩ tâm sự trên trang Facebook cá nhân. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả đã bị đốn tim trước bình luận ngọt ngào mà Thanh Hà gửi đến Phương Uyên. Em không thể làm tốt điều này nếu không có Uyên. Cảm ơn Uyên. Những ca khúc mà Phương Uyên và Thanh Hà sắp cho ra mắt cũng chính là một vài câu chuyện chân thực nhất xảy ra xung quanh cuộc sống của bộ đôi nhạc sĩ ca sĩ, luôn bên cạnh và ủng hộ nhau kể cả trong đời sống riêng tư hay sự nghiệp. Thanh Hà và Phương Uyên được coi là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Không chỉ trong việc sản xuất nhạc, cặp đôi còn cùng nhau đồng hành trong nhiều đêm nhạc và tạo dấu ấn riêng trong mắt khán giả. Cách đây không lâu, cặp đôi cũng khiến dân tình suýt xoa khi có hành động phát cẩu lương cho nhau trong show nhạc riêng của danh ca Thanh Hà. Cụ thể, Thanh Hà và Phương Uyên có nhiều hành động tình tứ như nắm tay, ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế cũng như giọng ca sở yêu, đã quàng tay, ôm eo người yêu theo một cách cực kỳ ngọt ngào. Thời điểm dịp Valentine vừa qua, Phương Uyên và Thanh Hà đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm sau nhiều tin đồn hẹn hò. Được biết trước đó, giọng ca hải ngoại đã được nhạc sĩ Phương Uyên dẫn về ra mắt gia đình. Mọi vấn đề đều có nguyên do của nó, đừng đợi đến khi người ta mất mới nói lời chia buồn. Hãy chúc phúc khi người ta vui. Mọi mối lương duyên trên đời này đều đã được vũ trụ an bài. Thanh Hà chia sẻ cùng bạn bè, khán giả trên trang cá nhân sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với Phương Uyên. Chuyện tình yêu nhẹ nhàng, chân thành của cặp đôi Thanh Hà và Phương Uyên nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Còn bạn thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!